Xin chào tất cả mọi người ha, lại là TT1985 review đây. Thì hôm nay là video clip ngày 3 tháng 5 nha mọi người. Thì mình cũng có ra vài con điện thoại, mong rằng mọi người xem được con nào ấy, thì mọi người cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại mình để trên màn hình nè, 0963 595 262 ha mọi người ha. Và đây cũng là số Zalo của mình luôn. Thì mọi người mua con nào á, mọi người chỉ cần hai lưu ý hai vấn đề thôi nha. Ví dụ như mọi người mua con số 23 đi nha, thì mình ví dụ nha. Hôm nay á, video clip hôm nay TT đăng á là ngày 3 tháng 10 ha. Và mọi người con số thứ tự là số 23 nè mọi người. Thì mọi người chỉ cần qua bên Zalo hoặc là số điện thoại này nhắn tin cho mình nha. Mình gọi điện trực tiếp cũng được. Mình muốn mua con điện thoại số 23. Số 23 video clip ngày 3 tháng 10 thì TT sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn ha. Hoặc là mọi người nghe cái thông tin của máy á. Ví dụ như con này là Samsung A23, RAM 6, bộ nhớ 128. Cấu hình hay là chip nắp pin sạc nhanh bao nhiêu quá đó, cái dung lượng, những cái thông tin của máy mọi người, TT cũng có để cái dòng chữ ở phía dưới đây nè nha, dòng chữ ở phía dưới đây nè đó, mọi người lưu ý cái vấn đề ở dưới đây đó mọi người. Nếu mà trường hợp TT nói nhanh quá mọi người nghe không kịp thì mọi người có thể dừng video clip lại và đọc cái dòng chữ phía dưới đây thì mọi người sẽ nắm bắt được cái thông tin của con điện thoại này nhiều hơn. Tại vì mọi người biết sao, view clip một tháng TT đăng rất là nhiều clip đúng không, rất là nhiều video luôn, thì mọi người bởi vì mình TT phải nói là mọi người phải xem video clip ngày mấy ha. Hôm nay là ngày 3 tháng 10 ha. Mọi người nói TT mình đang xem video clip ngày 3 tháng 10, mình muốn mua con điện thoại số 23 đó, mọi người cứ nói rõ như vậy thì TT sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn nha. Nhận hàng thì được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy, ok hết thì mới thanh toán ha mọi người. Và địa chỉ của mình là ở hẻm 254 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương nha. Địa chỉ cụ thể rõ ràng ha. Rồi, thì không mất nhiều thời gian của mọi người, mình sẽ review luôn. Đây là con số 1 nè mọi người. Số 1 thì TT có 2 cây. Cây này là Vivo i55A nha. Con này là RAM 2, bộ nhớ 16, 5,2 inch. Chip lắp ra gần luôn mọi người. 430, pin là 2600, có 550 thôi. Mua con này về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu ngon, màn hình hiển thị cực kỳ đẹp nè nha. Màn hình hiển thị cực kỳ đẹp. Đó, Zalo, TikTok ngon lành nha, Facebook ok hết. 550 một cây thôi, mua về chữa cháy ngon lành. Và đây cũng vậy nè mọi người, đây cũng là con số 1 nè. Con số 1 này là Z3, Samsung Z3 đời 2016. Con này thì là bản RAM 1, bộ nhớ là 8 thôi. Pin là 2600, con này đang thanh lý cho 450 một cây nha. 450 một cây thôi mà mua về lướt TikTok hay là xem YouTube ngon lành cành đào nha mọi người. Đây TikTok nè, YouTube nè. Đó, để TT mở YouTube cho mọi người xem. Mua 450 thôi, mua con này về cho các bé lướt TikTok hay là xem YouTube là ngon lành. Nghe nhạc cũng ok đó mọi người. Nè, lướt bao mượt, màn cực kỳ đẹp luôn nha. Màn hơi bị đẹp luôn. Đây, mình mở nhạc cho mọi người xem nghe nha. Đó. Tương đối thôi mọi người, 450 một cây mà. Đây, mở âm thanh lớn lên nè. Đó, ok chưa? Ha. Đây, màn hình nè. Đó, nhạc nè mọi người. Thấy chưa? Ngon lành cành đào nha. Đó. Rồi. 450 một cây thôi. Con này là Samsung Z3 450, còn con Vivo thì được cái là bản RAM 2 bộ nhớ nên là 550 nha mọi người. Đó, số 1. Rồi số 2 nha. Số 2 là iPhone nè. Số 2 iPhone thì mình có 2 cây iPhone 6 LED nha. iPhone 6 LED bản 16GB, máy quốc tế, pin là pin thay mới, con này mắc vân tay rồi mọi người. Ha, mắc vân tay đang thanh lý chỉ có 1 triệu mốt thôi. Bán cho mọi người giá 1 triệu mốt, mọi người xài ai lau sạch nha. Con này thì là ai lau sạch, chỉ bị mất vân tay thôi. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube top top rồi ngon lành cành đào nha. Đó, top top nè. Con này mình chưa có kết nối wifi, YouTube nè, ngon lành luôn, chỉ bị mất vân tay thôi nha. Tặng đầy đủ phụ kiện ốp lưng cường lực và một bộ sạc, 1 triệu mốt thôi mọi người. Đó, con số 2 nữa nè. Và đây là cũng là con số 2 luôn, nhưng mà con này cũng là 6 LED bản 16GB, máy quốc tế, nhưng mà con này là ai lâu ẩn rồi mọi người. Ha, ai lâu ẩn thì tránh trường hợp mọi người reset máy. Pin là 84%, đang thanh lý là 950 một cây ha. Con này thì để lại cho mọi người 950 thôi. Màn hình nè, nói chung mua máy này về à, mình con này mình tắt nguồn hay sao rồi. Con này mọi người mua về á, nghe gọi hoặc là Zalo hoặc là Facebook hoặc là YouTube này nọ, ngon lành cành đào luôn mọi người nha. 950 một cây à. Màn hình ok nè mọi người, chờ tí xíu nó hiện lên nha. Đây lên này nè mọi người ha, tải cờ tướng rồi chơi TikTok, Zalo, YouTube, Facebook các kiểu là ngon lành cành đào hết. Mua về là máy phụ hơi bị ngon, 950 một cây thôi, tặng đầy đủ phụ kiện nha, ốp lưng cường lực và một bộ sạc ha.
con này là 950, và con kia là 1,1 triệu. Rồi số 2 đúng không, số 3 nè mọi người, số 3 là một con Samsung, Samsung Note 5 5,7 inch, RAM 4 nha mọi người, RAM 4 bộ nhớ là 32, chip là Exynos 7 7420, pin là 3000, đang thanh lý cho mọi người là 1.150.000. Màn hình thì hiển thị đẹp nè nha, màn hình hiển thị ok đó, full tơ hết tất cả chức năng nha mọi người, vỏ viền đồ ok, tặng đầy đủ phụ kiện ha, 1.150.000 thôi nha. Samsung Note 5 số 3, và đây là số 4 nè mọi người, số 4 con này hơi bị đẹp nè, màn đẹp, pin trâu khỏe, Redmi 12C nha, Xiaomi Redmi 12C, RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình cực to luôn á, 6,71 inch HD cộng, chip con này là chip Helio G85, cam tới 50 chấm lận ha, cam 50 chấm, pin là 5000, pin rất là trâu luôn, pin 5000, vỏ vì ngoại hình đẹp, màn hình to nè, mua máy này về hát karaoke, karaoke này nọ hơi bị ngon nha mọi người ha, màn hình cực đẹp luôn, máy full hết tất cả nha, màn to hát karaoke ngon, pin khỏe, 1.750.000. Con số 4, số 5 nè, số 5 là một con Samsung A10s, RAM 2 bộ nhớ là 32, 6,2 inch HD cộng, chip là Helio B22, pin là 4000, mua về là máy phụ ngon nha, cam là 13 chấm, vân tay trên lưng đầy đủ nè, màn hình thì hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Nói chung con này mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube làm máy phụ ngon, màn hình hiển thị đẹp nha mọi người, máy full hết tất cả luôn á ha, ngon lành cành đào. Rồi 1.1 triệu thôi, con số 5 nha, Samsung A10s. Rồi tiếp tục con số 5 nữa nè, số 5 nữa là mình có hai cây, đây là Samsung J7 LED nha mọi người, có hai cây màu đen và màu gold, mọi người thích lấy màu nào thì lấy thôi, như nha nha đó, vỏ zin nha, vỏ zin con này thì 1.1 triệu, con này thì là rồi bằng giá cho anh em luôn, 1.1 triệu, một con này thì 1.1 triệu luôn đi mọi người, ai đặt nhanh tay thì sẽ có con đẹp nha. RAM 4 bộ nhớ 32, màn hình to, chip là Helio B25, cam là 13 chấm, pin là 3000, 1.1 triệu cho mọi người xài nha, màn hình hiển thị đẹp. J4 LED một thời bán 1.8-1.9 triệu một cây nha mọi người, nhưng mà hiện tại bây giờ bán chỉ có 1.1 triệu một cây à nha, màn zin cực kỳ đẹp luôn, máy full hết tất cả ha. Đó, nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là bao ngon, có 1.1 triệu cây, thật sự quá rẻ rồi. Rồi tiếp theo là Samsung A20 nè, mình có 3 màu nha, màu đỏ, màu đen và màu xanh, mọi người thích lấy màu nào thì mọi người lấy nha. Con này thì là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, 6,4 inch nha mọi người, màn hình là HD cộng luôn, chip thì là Exynos 7884, pin thì là 4000 nha, xài được 4G, đang thanh lý cho mọi người chỉ có 1.350.000 thôi. Đó, có 3 màu, màu đỏ, màu xanh và màu đen. Đây màn hình hiển thị đẹp nè. Đó, mình mở hai con lên cho mọi người xem. Máy ok nha, tay si hỗ trợ sạc nhanh luôn nha mọi người. Con này là tay si hỗ trợ sạc nhanh, viền vứt bao đẹp. Đây, tay si sạc nhanh nha. Đó, vỏ viền còn cực kỳ đẹp luôn, tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người ha. Nè mọi người nhìn nè, đẹp chưa? Ha. Đó, có 3 màu, 1.350.000 thôi mọi người. Rồi số 7 nè. Số 7 là Samsung A02s. Samsung A02s, RAM 4 nha mọi người, con này là bản RAM 4, bộ nhớ RAM 4 bộ nhớ là 64, 6,5 inch HD cộng, chip Snapdragon là 450, cam là 13 chấm, pin là 4000, sạc nhanh nha, con này sạc nhanh ở chế độ là 15W, con này là Type C sạc nhanh luôn, 1.750.000 cho mọi người xài thôi, có hai màu ha, viền vứt ngoại hình đẹp, có hai màu, màu xanh và màu đen, hình như có con màu trắng nữa mọi người, mọi người thích lấy màu nào thì lấy, cứ như có 3 màu, màu trắng, màu đen và màu xanh, màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn nè, tay si sạc nhanh, pin rất là trâu nha, pin tới 4000, nói chung là tương đối rồi. Đó, được cái là bản RAM 4 màu nhớ 64, 1.750.000 nha mọi người. Số 7 rồi, số 8 nè, số 8 là một con Oppo A7 ha, Oppo A7 RAM 4 bộ nhớ 64, 6,2 inch, chip Snapdragon là 450, pin là 4230, đang thanh lý cho mọi người là 1.4 triệu, vỏ viền ngoại hình còn đẹp nha, con này vỏ viền ngoại hình còn đẹp, máy ok hết, màn hình nè, màn hình hiển thị ok, ngon đẹp nha mọi người. Đó, Oppo A7 máy zin full hết tất cả nha mọi người, 1.4 triệu cho mọi người xài. Con số 8 ha, đây con số 9 nè mọi người, VMAX Joy 4, RAM 4 bộ nhớ là 64, 6,53 inch full HD cộng, xài được 4G, chip Snapdragon nha mọi người, chip ROG là 665, cam là 16 chấm, pin thì là 5000, tay si hỗ trợ sạc nhanh lên đến 18W, con này đang thanh lý cho mọi người, giá chỉ có 1.350.000 thôi nha, 1.350.000 tặng cho mọi người một bộ sạc, màn hình to hiển thị đẹp nha mọi người, con này màn to hiển thị đẹp ha.
đó, 1.350.000. Số 9 VMAX Pro 4, số 10 nè. Số 10 là iPhone nè mọi người. Số 10 là iPhone 6S Plus ha. Có hai màu, màu hồng và màu xám. Thì con màu xám trước đi. Con này là 6S Plus bản 32GB máy quốc tế, full hết tất cả, pin là pin thay mới, ai lau sạch nha mọi người. Con này thì có bị cấn tí xíu chỗ này nè, máy qua sử dụng rồi, nói chung là đời, nói chung là máy cỏ rồi mọi người. iPhone 15 nó ra rồi, iPhone 6 thì 8-9 năm rồi, vỏ zin thì nó phải bị như vậy thôi nha. Đó là điều bình thường. Quan trọng một con máy cỏ là gì? Quan trọng là mua một cái con máy cỏ thì là màn zin men zin nha. Con này màn zin men zin cho mọi người, pin thay mới, máy full hết tất cả nha. 1.600.000 cho mọi người xài thôi. iPhone 6S Plus. 6S Plus thì iOS nó cao á, mọi người có thể tải được nhiều ứng dụng lắm nha. Đó. Và con này là màu hồng nha. Con này thì là màu hồng, cũng là iPhone 6S Plus bản 64GB, pin mới full hết tất cả, nhưng mà được cái là con này là 64GB lần nha mọi người. Vỏ viền ngoại hình con màu hồng thì ngoại hình nó còn đẹp. 1.750.000 nha. Con này thì 1.750.000 màn hình nè. Màn zin hiển thị cực kỳ đẹp luôn, máy zin full hết tất cả nha. Màn hình ok ha. Rồi, con màu hồng thì là 1.750.000. Số 11 nè mọi người. Số 11 là Oppo A5s có 3 màu, màu đen, màu xanh và màu đỏ. Mọi người thích lấy màu nào thì lấy nha. Đen, xanh, đỏ, xanh xanh tím tím mọi người. Con này mà hiển thị xanh xanh tím tím cũng rất là đẹp luôn. Đó, RAM 3, bộ nhớ là 32, 6.2 inch HD cộng. Pin là 4230, chip là Helio B35, cam là 13 chấm. Màn hình thì như heo hết, mình nhập về là nguyên một lô. Qua wow, con này mình quên mở nguồn rồi. Con màu đỏ TT quên mở nguồn, con nào mở nguồn chưa ta? Con màu xanh mở nguồn chưa mọi người? Qua wow, chưa con nào mở nguồn hết. Nói chung là máy full hết tất cả mọi người. Nói chung là mình TT quên mở nguồn á nha. Màn hình hiển thị đẹp, cực đẹp luôn nha. Nó mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon ha. Có 1.350.000 thôi. Pin rất là trâu, ngoại hình vỏ viền đẹp, vân tay trên màn hình, vân tay sau lưng luôn nha. Vỏ viền còn cực kỳ đẹp. Như nhau hết nha mọi người. Mọi người thích lấy ba màu nào thì lấy, màu đen, màu xanh. Đây nè, sắp lên nè, đó, màu đen, màu xanh và màu đỏ ha. Mọi người xem nè, màn hình hiển thị đẹp không? Nha. Hơi bị đẹp. Đó. Full hết tất cả nha mọi người, bao mượt nha, pin trâu, nghe gọi Zalo top top ngon lành. Số 11. Rồi số 12 nè. Số 12 là một Redmi 9A nha. Xiaomi Redmi 9A, RAM 2, bộ nhớ là 32, 6.53 inch, màn hình là HD cộng LCD á. Chip là Helio G25 K13 chấm. Pin 5000 nha mọi người, con này pin bao trâu luôn ha. Có 1.2 thôi. Màn to nè, mọi người xem là màn cực kỳ to luôn. Mấy con này mọi người mua về đọc báo xem phim cả ngày, tại pin nó trâu lắm mọi người. Thật sự pin rất là trâu, màn hình mọi người thấy không, hiển thị bao đẹp, to nha. To hiển thị đẹp. Đó. Giá thì để lại cho mọi người 1.2 một cây thôi ha. Số 12. Rồi số 13 nè mọi người. Số 13 là một con Huawei Y9 nha. Con này là Huawei Y9 đời 2019, 6.5 inch full HD cộng. RAM 4 nha mọi người. RAM 4 bộ nhớ là 64, chip Kirin luôn, chip Kirin 710, 4G, pin là 4000, 1.350 thôi. Con này thì mọi người mua về á, con này thật sự luôn, mua về mà Liên Quân hay Free Fire vẫn ok. Màn hình tay thỏ hiển thị đẹp, màn to nha mọi người, màn zin nha. Con này thực sự luôn, màn zin hiển thị bao đẹp. Đó, Huawei Y9, Huawei Y9 đời 2019, RAM 4 cùng nhớ 64 mà giá có 1.350 thôi, bao đẹp nha. Số 14 nè, Samsung A50 nha. Con này là Samsung A50, RAM 4 bộ nhớ là 64, 6.4 inch, màn hình là Super AMOLED nha mọi người, full HD cộng. Chip thì là con này là chip Exynos 9610 ha. Chip Exynos 9610, pin là 4000. 1.750.000 cho mọi người xài nha. Cái này là do cái mồ hôi thôi. Vỏ viền ngoại hình đẹp, tay si sạc nhanh luôn nè mọi người nha. Con này là tay si sạc nhanh luôn nè. Đó. Thấy chưa? Ngoại hình ok nha. Màn hình nè. Màn hình cực kỳ đẹp luôn, màn zin hiển thị cực đẹp. Mọi người thấy không? Ha, hơi bị đẹp nha. Rồi, 1.750.000 con số 14. Số 15. Số 15 là một con Samsung nữa nè. Samsung A20s màu xanh nha mọi người. Màu xanh xanh, màu xanh đen á nha. RAM 3 bộ nhớ là 32, 6.5 inch HD cộng, chip Snapdragon là 450, cam là 13 chấm, pin thì là 4000. Tai si hỗ trợ sạc nhanh lên đến 15W nha. Vỏ viền ngoại hình thì ok ha, tai si sạc nhanh nè. Đó, pin thì cũng ok, pin rất là trâu á. 1.550.000 cho mọi người xài thôi. À, màn hình thì hiển thị đẹp nè. Đây.
Đó, màn to nha mọi người, màn to hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Đó, đọc báo xem phim lướt tấp tấp là YouTube là hơi bị ngon ha. Mấy cô chú lớn tuổi mua máy này về xài ngon tại màn to. Samsung Note 9 bản RAM 8, bộ nhớ là 512. Con này là bản hàng nha mọi người, bản hàng xài được một sim. Samsung Note 9 RAM 8 bộ nhớ là 512, tha hồ mà chụp hình quay phim, tha hồ mà lưu lại nha. 512GB là tha hồ. Đó, tha hồ mà lưu. Bộ nhớ hơi bị cao luôn nha mọi người, hơi bị hiếm á. 6,4 inch, màn hình là Super AMOLED, chip là Exynos 9810, pin là 4000, đang thanh lý cho mọi người là 3,6 triệu nha, 3,6 triệu cho mọi người xài. Vỏ viền ngoại hình thì ok nha. Đây, vỏ viền ngoại hình còn đẹp nha mọi người, màn cũng vậy. Màn bao đẹp không ám ố luôn mọi người, màn cực kỳ đẹp luôn. Ha, màn zin cực kỳ đẹp. Đây. Đó. Cho mọi người xem cái nền trắng nè, màn bao đẹp luôn, không một vết ốm ám ố nha. 512GB nữa, quá ngon ha, máy zin hết tất cả, 3,6 triệu thôi. Số 17. Rồi số 18 nè. Số 18 là một con iPhone 7 Plus. 32GB, ai lâu ẩn, màn thay pin thay mới. Thanh lý cho anh em về chơi game ha, làm máy phụ ngon lành, 1,450 triệu thôi. Ai 1,490 triệu chứ. 1,490 triệu nha mọi người. 7 LED 32GB, ai lâu ẩn. Ha, ai lâu ẩn thì reset cũng được, không reset cũng được, không sao hết, nó nhảy về dòng 1 thôi. Màn thay pin mới, màn hình nè, màn thay nhưng mà màn ok. Mua về chữ trái có 1,4 triệu à. 1,490 triệu à. Ha, màn hình ngon lành nè, lướt bao mượt nè, mọi người thấy tí lướt không? Ha, hơi bị ngon. Đó. Rồi, 1,950,000 nha. Vỏ viền thì có phải có chày nha mọi người. Nhớ nha, mọi người mua điện thoại thì tôi có nói rõ rồi, con này có phải có chày. Đừng có nói chung mình đừng mình mua những có những anh chị á, bỏ ra một cái số tiền rất là ít luôn mà đòi con điện thoại đó đẹp như là trong hộp thì mình không biết tại sao nữa. Mình nói là mình khi mà trước khi chốt hàng á, mình cũng chụp hình nói ờ anh ơi con này nó chày nhiều, phải nhiều chỗ này nên để cho mọi người cái giá rẻ mọi người xài. Rồi xong á mọi người, shipper giao tới nơi á, shipper giao xong, ủa sao con này chày dữ vậy, con này xấu dữ vậy, nói cùng cái không nhận cho mình. Nhưng mà thực chất là mình đã nói rõ rồi, con này như thế nào mình đã nói rõ hết rồi. Nè, viền có phải có chày hơi bị xấu nè. Đó, thấy không? Thì nó nói hết rồi chứ không phải là không nói, con nào cũng vậy. Không những nói trên clip này mà khi mà chốt hàng với nhau bên Zalo thì cũng nói rõ bên Zalo rồi. Vậy mà khi mà đặt hàng xong thì nói chung là không muốn nhận hay sao nữa, hoặc là cái vấn đề gì đó, hoặc là bơm hàng gì đó mình cũng chả hiểu nữa. Thôi chỉ chia sẻ với mọi người tí xíu vậy thôi ha. Máy tiền nào thì của đó thôi mọi người, quan trọng là cái chất lượng nó như thế nào đó, mình bỏ ra số tiền là bao nhiêu đó. Ví dụ như mình đồng tính, nói chung là tiền nào thì của đó, đơn giản là vậy. Tí nói vậy mọi người hiểu ha. 1,490,000. Số 19 nè, cũng là một con 7 lớp nha, và con này là 128GB, màn con này cũng vậy, màn thay ai lâu ẩn, pin thay mới, men zin 1,590,000 nha mọi người. Nghe TT nói rõ nha, 7 LED 128GB lận, con này được cái bản 128GB, màn thay ai lâu ẩn thì mọi người reset cũng được. Mọi người ai lâu ẩn thì không sao hết nha, mọi người có tài khoản ai lao á, mọi người cứ đăng nhập vô xài ha, muốn tải gì tải bình thường như một con máy quốc tế thôi nha. Màn con này thì được cái vỏ viền ngoại hình đẹp, màn cũng ok nè, tuy là màn thay nhưng mà vẫn đẹp nè ha, lướt bao mượt nha. Đó, rồi con này thì là 1,590,000, 7 LED 128GB. Số 19. Số 20 nè mọi người, XS Max 64GB bản VN nha, con này là iPhone XS Max 64GB bản VN, full hết tất cả nha mọi người, pin zin ha. À, con này là màn zin, men zin, vỏ zin hết, pin là pin mới 100% luôn, 6,7 triệu cho mọi người xài thôi. Đang thanh lý cho mọi người 6,7 triệu, màn đẹp cực kỳ luôn, chu tâm xanh lè xanh lét nha, máy zin full hết tất cả. Đó, con này thì máy zin hơi full hết tất cả rồi, pin cực kỳ trâu luôn, XS Max thì pin rất là trâu nha mọi người. 6,7 triệu thôi nha. Số 20 XS Max, và số 21 cũng là một con XS Max nữa nè. Con này thì mọi người nghe TT nói nha, XS Max con này cũng màu đen, 64GB, máy quốc tế, pin là pin thay mới báo pin nha, pin thay mới có báo pin. Màn thì màn thay đẹp như màn zin luôn, 4,8 triệu thôi nha. Màn thay cực kỳ đẹp luôn nè mọi người xem nào, tuy là màn như vậy thôi, màn đẹp chưa, ngon lành cành đào nha. Máy ok, bao mượt, pin lại khỏe, rất là trâu luôn, 4,8 triệu à, cực kỳ rẻ không. XS Max nha, con màu đen đó. Số 22, một con Samsung nữa nè mọi người, Samsung A33, con này là bản 5G. Số 22 nha, Samsung A33 bản 5G, RAM 8, bộ nhớ 128, chip thì con này là chip Exynos nha,
1280, cam tới 48 chấm là mọi người. Màn hình là Super OLED 6.4 inch á, Full HD cộng. Cam thì là 48 chấm. Pin 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh. Con này là máy nguyên zin luôn nha. Con này thật sự máy nguyên zin. Cái viền này có nhai nhai nhăm nhăm nè mọi người nha. Do dùng ốp lưng á, có nghĩa là con này là máy nguyên zin, do dùng ốp lưng thì cái viền nó có nhăm nhăm nha. Đó. Hơi bị đẹp nha, con này thật sự luôn. Máy cực kỳ màng nè, màng mọi người xem nè. Màn zin men zin, máy này xài thì bao chắc nha, bao đẹp. Đó, bao chất lượng cho mọi người. 3.8 triệu ha. 3.8 triệu thôi. Samsung A33 5G số 22. Rồi số 23. Samsung A23 nha. Con này A23 hình như có vẻ nó to to hơn con A33 ta. Đúng rồi ha. Con số Samsung A23 nè, cái màn hình vỏ viền nó đều to hơn, mắt cam nó đều to hơn con A33 luôn mọi người. Ha. Nhưng mà cấu hình thì nó không bằng đâu. Đó, con này thì được cái là bản RAM 6 thôi. RAM 628, 6.6 inch Full HD cộng. Chip Snapdragon nha. Chip Snapdragon là 680, cam là 50 chấm, pin là 5000, Type C hỗ trợ sạc nhanh, 25W. Con này vỏ viền ngoại hình hơi đẹp, con này hình như là còn bảo hành luôn mọi người. Con này còn bảo hành vài tháng á, bên Samsung nha. Con này còn bảo hành bên Samsung luôn. Đó, máy đẹp nguyên zin luôn nha mọi người, màn hình nè. Ha. Máy đẹp cực kỳ luôn, màn to. Đó. Rồi, con này đang thanh lý là 3.2 triệu nha. 3.2 triệu một cây. Số 23. Số 24 nè. Samsung A12. RAM 628, 6.5 inch HD cộng, chip là Helio G35. Cam là 48 chấm, pin là 5000. Type C hỗ trợ sạc nhanh là 15W. 2.250.000 nha. Con này được cái là bản RAM 6 là mọi người, RAM 628 vỏ viền ngoại hình đẹp cực kỳ luôn ha. Type C sạc nhanh luôn nè. Màn hình thì ok, hiển thị đẹp. Đó, mua máy này về xài là bao mọi người. Thật sự máy này về xài quá ngon. 2.250.000 thôi ha. Số 24 Samsung A12. Số 25. Số 25 là một con Samsung A52 bản 5G nha. Mọi người, con này là Samsung A22, bản nó là bản 5G, RAM 8, bộ nhớ 128, 6.5 inch, màn hình là Super AMOLED Full HD cộng ha. Chip Snapdragon là đầu 7 nha, 750 lận. Đó, vỏ viền ngoại hình đẹp nha mọi người. Vỏ viền ngoại hình đẹp, máy zin hết tất cả nha, màn nè. Đó, màn ok, màn hình đục lỗ luôn, cực kỳ đẹp ha. Máy hơi bị đẹp á, ngon á, tay xi sạc nhanh ha. Samsung A52 bản 5G, RAM 8, bộ nhớ 128. Để lại cho mọi người giá là 3.7 triệu. 3.7 triệu nha. Số 26. Một con iPhone X nè. iPhone X bản 256GB nha. Con này là iPhone X và bản của nó là 256GB, máy quốc tế, zin hết tất cả nha mọi người. Pin là pin còn 94% ha. Đang thanh lý là 4.2 triệu. Con này lỗi duy nhất là bị mất Face ID nha. Có nghĩa là bị mắc Face ID thôi, còn lại là máy full hết tất cả. Màn zin nha mọi người. Con này màn zin hiển thị cực kỳ đẹp luôn, không zin cho anh em luôn máy nha. Chỉ lỗi duy nhất là mắc Face ID thôi. Được cái bản 256GB thì mọi người lưu rất là nhiều dữ liệu luôn. Ai lau sạch nha, màn men zin, màn zin nha. Chỉ lỗi Face thôi. 4.2 triệu. 256GB thì ta hồ mà lưu được những dữ liệu ha. 26. Rồi tiếp theo nè, 27 nè. 27 nè. 27 là một con Samsung A22 nè. Đó. Samsung A22 bản 5G nha mọi người. Con này là bản 5G. Cái này là mình cái mồ hôi á. Bản 5G, RAM 4, bộ nhớ 128, 6.6 inch ha. Con này chip Dimensity 700. Cam là 48 chấm, pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 25W. Giá là 2.6 triệu thôi, vỏ viền ngoại hình đẹp hết nha. Con này thiệt sự luôn, đẹp 99%. Màn hình nè. Đó, màn hình hiển thị cô ok nè ha. Máy zin full hết tất cả nha. Đó, ngon lành cành đào ha mọi người ha. Đang thanh lý là 2.6 triệu một cây nha. Số 27 Samsung A22 5G 2.6 triệu. Rồi tiếp theo ha, số 27 đúng không? Số 28. 28 là một con Realme nè. Đây. Realme C21i ha. Realme C21i, RAM 6, bộ nhớ 128, 6.5 inch HD cộng, chip là chip Pretium T610, cam là 13 chấm, pin là 5000. Tay được cái là tay xi sạc nhanh luôn nè mọi người ha. Con này là tay xi sạc nhanh nè. Nói máy hơi bị đẹp. Thật sự luôn, đây con này mình mở nguồn ra nè. Đó. Màn to hiển thị đẹp, pin châu, tay xi sạc nhanh, máy ok hết tất cả luôn mọi người ha. Đây. Đó. Ngoại hình đẹp chưa?
nha. Rồi con này thì hiện tại TT sẽ thanh lý cho mọi người giá 1.950.000 cho mọi người xài nha. Đó, máy ok 1.950.000 thôi. Số 28 nha mọi người. Rồi tiếp theo số 29 nè mọi người. Một con Realme 6i nha, Realme 6i RAM 4, bộ nhớ 128 6,5 inch, màn hình là LCD HD+, chip là Helio G80, cam là 48 chấm. Cam cũng là 48 chấm, pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 18W. Con này thì vỏ viền thì ok, vỏ zin có phải có chày nha mọi người ha. Đó có chày, phải có chày. Vậy thôi, vỏ zin thì nó vậy thôi mọi người, qua sử dụng mà. 1.9 triệu cho mọi người xài nha. Chỉ có 1.9 triệu thôi. Realme 6i nha, máy này thì mua về game guộc thì ngon lành rồi nha. Liên Quân hay Free Fire ok nha mọi người, 1.9 triệu. Rồi số 30, LG VVS nha. LG VVS bản Mỹ 5G, RAM 6, bộ nhớ 128, màn hình to 6,8 inch, màn hình LP OLED nha mọi người. Chip Snapdragon là 765, pin là 4300, đang thanh lý cho mọi người 3.2 triệu nha. 3.2 triệu mọi người xài, màn hình hiển thị đẹp nè. Màn bao đẹp nha, anh em, thật sự con này màn cong hiển thị cực kỳ đẹp, to, dài ha. Nói chung đọc báo xem phim con này hơi bị ngon, hơi bị đỉnh. Cầm rất là sang luôn nha mọi người ha. Cực kỳ sang. Đó, LG VVS bản Mỹ 5G. Cụm cam nè, cụm cam hơi bị đẹp. Cái này là cái mồ hôi á, chứ TT lau một cái là cực kỳ đẹp cho mọi người luôn ha. 3.2 triệu thôi, LG VVS bản Mỹ 5G. Rồi số 31, Samsung A32 nha. RAM 6, bộ nhớ 128, 6,4 inch, màn hình là Super AMOLED Full HD+, chip là Helio G80, cam là 64 chấm, pin 5000 nha, tai xi hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình ok hết nha, vỏ viền ngoại hình còn đẹp, đang thanh lý cho mọi người 3.1 triệu một cây. Màn zin hiển thị bao đẹp nha, full hết tất cả. Đó. Rồi, 3.1 triệu một cây nha mọi người, số 31 luôn. Đó. Số 32 nè. Vivo Y17. Vivo Y17, RAM 6, bộ nhớ 128, 6,35 inch, chip là Helio B35, cam là 13 chấm nha, pin là 5000, pin hơi bị trâu nha, vỏ viền ngoại hình còn đẹp nè, thì mở cái lưng ra cho mọi người xem, ha, màn hình thì ngon lành, đó, đẹp chưa, ok nha mọi người, màn hình hiển thị cũng rất là đẹp nè, mọi người thấy không, ha, hiển thị cực kỳ đẹp luôn, đó, 1.850.000 cho mọi người xài thôi, RAM 6, 128, pin 5000, hơi bị trâu nha, số 32, Vivo Y17 á. Số 33, Oppo A77 bản 5G nha. Oppo A77 bản 5G, RAM 8, bộ nhớ là 256, chip là Dimensity 810, cam là 48 chấm, pin là 5000, đang thanh lý cho mọi người là 2.3 triệu, giá là 2.3 triệu, sạc nhanh ở chế độ là 33W nha mọi người. Đó, vỏ viền ok, ngoại hình còn đẹp ha, ha, ngon lành, tai xi sạc nhanh luôn nè. Đó, Oppo A77 5G, màn hình nè mọi người, màn hình ok, hiển thị bao đẹp nha. Đó, đang thanh lý cho mọi người giá chỉ có 2.3 triệu mọi người xài thôi nha, 2.3 triệu. Số 33, số 34 nè mọi người. Oppo A3s bản RAM 6, bộ nhớ 128 ha. RAM 6, bộ nhớ 128, 6,2 inch HD+, chip Snapdragon là 450, xài được 4G, pin là 4230. Giá đang thanh lý là 1.250.000 cho mọi người xài. Có 3 màu, màu đen, màu xanh và màu đỏ nha. Mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Màn hình thì đẹp, hiển thị ngon lành. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, TikTok các kiểu là ngon nha. Con này tại mình chưa kết nối Wi-Fi. Đó. Có 3 màu, màu xanh nè, màu đỏ nè và còn màu đen nữa nha mọi người. Mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Oppo A3s, RAM 6, bộ nhớ 128. Rồi số 35. Số 35 là con iPad nè mọi người. iPad E1 nha. Con này thì nó bị nút hôm á mọi người, nút hôm nó bị lỗi chỗ này nè. Mọi người lấy thì thanh lý cho mọi người giá 1.250.000 luôn nha, ok chưa? 1.250.000 mua con này về hát karaoke cho mọi người xem nè. Mua con này về hát karaoke hay bị ngon. Đó. Bao mượt màn hình thì màn zin, thật sự luôn, bán con này như bán cái màn thôi. Nút hôm nè, nút hôm bấm không được nha. Thì nút hôm bấm không được, mọi người bấm bằng nút hôm ảo nè. Đó ha. Nút hôm ảo thôi. Là mở lên, đúng không? Mở lên bấm vô này, bấm vô màn hình chính. Lên hát karaoke ngon lành gần đào thật sự luôn. Mọi người mua con này về hát karaoke bao đã bao mượt nha. Đây. Đó. Ok chưa? Màn to nha. Đây màn to hát karaoke là hết bài luôn mọi người. Thật sự. À. Đó. Này
hay là hài ha, mọi người chờ tí xíu để mình mở cái nào cho có nhạc á, để mình mở cái nào có nhạc á cho mọi người nghe, mọi người chờ tí xíu. Đâu mất tiêu rồi ta. Rồi đây nè, đó mọi người chờ tí xíu nha, để mình bấm lại cái trang chủ. Đây toàn là cái kênh YouTube của mình nè mọi người đó. Đây mình mở nhạc, để chờ tí xíu mình mở nhạc cho mọi người nghe ha. Có 1.250.000 à, 1.250.000 mà như vậy là quá ngon rồi mọi người, thật sự luôn. Đây đó mọi người xem nè, xem vlog này nọ vậy quá ngon, đẹp không đó, màn hình cực kỳ đẹp nha mọi người xem nè, như vậy là hát karaoke bao ngon không? Có màn to như thế này ha, màn to như thế này là quá ngon rồi ha. Đó rồi, con này thì đang thanh lý cho mọi người, giá chỉ có 1.250.000 thôi, iPad nha mọi người, iPad E1 đó. Rồi video đến đây là hết ha mọi người ha, thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với TT qua cái số điện thoại mình để trên màn hình ha, 0963 595 262 ha mọi người ha. Và Zalo của TT cũng đều là số đó luôn, và địa chỉ thì TT để cho mọi người cái địa chỉ cụ thể rồi ha, hẻm 254 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương nha. Mọi người xem nhớ cho TT một đăng ký kênh, hoặc là bật chuông lên, hoặc là cho TT một like, để khi mà TT ra một clip mới á, mọi người bật chuông lên á, là điện thoại mọi người nó sẽ báo về, thì mọi người xem kịp lúc kịp thời, và có thể chọn được cho mình những cái con điện thoại nào mà mọi người xem cảm thấy là ưng ý và hài lòng nhất nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha, bye bye.